Xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Chúng ta tiếp tục ở trong loạt bài học Thi Thiên thứ 119. Chúng ta đang ở khổ thứ 10. Hôm nay chúng ta sẽ đọc những câu cuối cùng của khổ này, câu 78 cho đến câu thứ 80. Tôi xin phép được đọc ở đây. Nguyện kẻ kiêu ngạo bị hổ thẹn, vì chúng nó dùng sự giả dối mà đánh đổ tôi. Song tôi sẽ suy gẫm các giường mối Chúa. Nguyện những kẻ kính sợ Chúa trở lại cùng tôi, thì họ sẽ biết chứng cớ của Chúa. Nguyện lòng tôi được trọn vẹn trong các luật lệ Chúa, hầu cho tôi không bị hổ thẹn. Thưa quý vị, chúng ta biết rằng khổ thứ 10 này có một chủ đề chung, đó là lời Chúa đem đến sự thỏa lòng. Trong phần đầu, tác giả đã trình bày nền tảng, ông cũng nói những khía cạnh của sự thỏa lòng. Phần cuối này, chúng ta sẽ đến cái kết quả khi chúng ta sống thỏa lòng. Kết quả thứ nhất, đó là làm cho những kẻ kiêu ngạo phải hổ thẹn. Từ ngữ những kẻ kiêu ngạo ở đây nói đến những người vẫn muốn dèm chê, dụ dỗ chúng ta đi chệch con đường đức tin. Họ sẽ bị hổ thẹn khi thấy chúng ta vẫn thỏa lòng trong Chúa. Họ sẽ bị xấu hổ khi thấy chúng ta vẫn vững vàng, dù họ có tìm những cách nào khác để có thể làm cho chúng ta vấp ngã, chúng ta vẫn vững vàng. Tác giả nói rằng đời sống, khi chúng ta sống thỏa lòng, chúng ta sẽ làm cho những kẻ kiêu ngạo bị hổ thẹn. Vì họ không nghĩ rằng một người ở trong những hoạn nạn vẫn có thể ngợi khen Chúa. Họ không nghĩ rằng một người chuẩn bị đối diện với sự chết vẫn có thể cảm tạ Ngài. Họ sẽ bị hổ thẹn. Từ ngữ những sự giả dối nói lên những cái lý thuyết, những quan điểm theo cuộc đời hay là đi ngược lại với nguyên tắc lời của Chúa. Cho nên những lý thuyết này sẽ kêu gọi tác giả chống lại những sự sửa trị của Ngài. Nhưng chúng ta cảm tạ ơn Chúa, tác giả đã nói rằng xong, tôi sẽ suy gẫm các giềng mối Chúa. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa. Dù những người khác, dù những người kiêu ngạo đó muốn đánh đổ đức tin của tác giả Thi Thiên 119, nhưng ông vẫn tập chú vào lời của Ngài. Từ ngữ suy gẫm cho chúng ta thấy rằng ông vẫn tập chú hay là dành sự chú tâm hàng đầu vào lời của Chúa. Ông không nghe theo, ông không quan tâm và đương nhiên là không làm theo những điều mà những người đó chỉ bảo cho ông. Ông chỉ làm theo điều Chúa dạy. Và vì như vậy, ông sẽ làm cho những kẻ kiêu ngạo bị hổ thẹn. Vì thấy rằng ông vẫn thỏa lòng ở trong những sự sửa trị, những nghịch cảnh mình đang trải qua. Kết quả thứ hai, đó là làm cho cộng đồng cơ đốc được gây dựng. Ở trong câu thứ 79, tác giả nói rằng nguyện những kẻ kính sợ Chúa trở lại cùng tôi, thì họ sẽ biết chứng cớ Chúa. Giúp cộng đồng vững vàng hơn ở trong đức tin và khích lệ mọi người cứ trông cậy Chúa. Khi mà ông kết nối cộng đồng, cụm từ là nguyện những kẻ kính sợ Chúa trở lại, nói đến một sự kết nối hay là trở lại với cộng đồng đó, và thì họ sẽ biết chứng cớ Chúa. Từ ngữ chứng cớ có nghĩa là những lời chứng, những bằng cớ sống động từ nơi chính cuộc đời của ông. Ông dùng những điều ông đã trải qua để làm chứng lại cho họ, để thấy được rằng sự thành tín, sự công bình, tình yêu của Chúa vẫn còn trên cuộc đời của ông. Và qua những lời làm chứng đó, cộng đồng đó sẽ được gây dựng. Cộng đồng đó sẽ được an ủi. Cộng đồng đó sẽ được khích lệ. Và sẽ làm vững lòng những người anh em khác đang ở trong những hoàn cảnh giống như tác giả. Đó là kết quả khi chúng ta sống thỏa lòng. Có lẽ rằng nhiều người cũng sẽ đến hỏi tôi và quý vị, phải không? Tại sao chúng ta có thể sống như vậy? Tại sao chúng ta có thể sống công chính? Tại sao chúng ta có thể sống trong sự thiếu thốn? Tại sao chúng ta có thể sống trong bệnh tật vui vẻ mặc dù vẫn đang mang trong người bệnh tật? Chúng ta sẽ trả lời với họ, làm vững lòng họ, làm khích lệ họ. Có thể họ cũng đang ở trong hoàn cảnh giống chúng ta, và chúng ta làm cho họ thêm đức tin để trông cậy, nhờ cậy Chúa hoàn toàn. Đó là kết quả khi một người sống thỏa lòng ở trong Chúa. Kết quả thứ ba thì chính đời sống người đó được tăng trưởng. Trong câu thứ 80, nguyện lòng tôi được trọn vẹn trong các luật lệ Chúa, hầu cho tôi bị hổ thẹn.
tấm lòng không bị cáo trách về những sai phạm của mình. Tác giả không còn xấu hổ trong mối quan hệ với Chúa. Ông nói rằng lòng của ông được trọn vẹn trong các luật lệ Chúa, có nghĩa rằng ông vẫn theo, ông vẫn làm theo, ông vẫn nghe theo, ông vẫn chú tâm vào lời của Chúa. Ma quỷ luôn muốn kiện cáo chúng ta, luôn muốn làm cho chúng ta xa lời của Chúa. Chúng ta sợ ra mắt Chúa, giống như cách mà Adam, Eva đã trốn ngại khi phạm tội. Nhưng một cuộc đời được Chúa phục hồi sẽ là một cuộc đời được bỏ đi mặc cảm về tội lỗi. Những sai phạm tác giả vẫn có trước kia, nhưng bây giờ ông đã được phục hồi. Và ông nói rằng ông trọn vẹn trong luật lệ Chúa, hầu cho ông không bị hổ thẹn, hay là ông không bị xấu hổ với Chúa khi ra mắt, thờ phượng Ngài, đọc lời của Chúa. Một đời sống tăng trưởng, một sự trưởng thành của chính tác giả, vì ông kinh nghiệm rằng những điều mà Chúa đã làm cho ông đến bởi tình yêu của Ngài, đến bởi sự công chính, đến từ sự thành tín của Chúa. Và ông đã ăn năn và Chúa phục hồi. Và bây giờ ông không bị xấu hổ hay là ông không bị hổ thẹn khi ra mắt Chúa. Sự trưởng thành của chính tác giả. Tôi và quý vị có đang đem đến sự gây dựng cho cộng đồng? Chúng ta có đang làm những kẻ kiêu ngạo, những người dèm chê đức tin của chúng ta phải hổ thẹn? Và chính cuộc đời của chúng ta được tăng trưởng trong những lúc nghịch cảnh, trong những lúc khó khăn, vì chúng ta hiểu Chúa nhiều hơn, chúng ta nương cậy nơi Chúa nhiều hơn, chúng ta tin Ngài nhiều hơn, cầu xin Chúa nhiều hơn không? Xin lời Chúa giúp đỡ cho tôi và quý vị, để chúng ta thấy rằng lời Chúa giúp cho chúng ta thỏa lòng. Và cái kết quả của một người sống thỏa lòng rất là nhiều ích lợi cho cộng đồng, cho chính mình, và làm cho những người xung quanh, những người đang dèm dê chúng ta phải hổ thẹn. Chúng ta cùng cầu nguyện cho bài học ngày hôm nay. Cha ơi, chúng con thấy được rằng Ngài muốn chúng con có lời của Chúa, vì khi chúng con học, đọc, suy gẫm lời của Ngài sẽ giúp chúng con hiểu Chúa và chúng con sống một cuộc đời thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh. Vì chúng con thấy sự công bình, sự thành tín, tình yêu của Chúa ở tại đó. Xin Chúa cho chúng con là những người sống thỏa lòng ở giữa thế giới này, để chúng con đem đến sự gây dựng cho anh em chúng con, những người cùng đức tin, đem đến sự tăng trưởng cho chính đời sống của chúng con, vì mỗi lúc chúng con càng hiểu Ngài, càng yêu Ngài nhiều hơn. Và đem đến, chúng con làm cho những người vô tính dèm chê, chê bai chúng con phải hổ thẹn, vì cớ họ thấy chúng con vẫn vững vàng ở trong đức tin, vẫn trung tín với Ngài dù hoàn cảnh có ra sao. Cha ơi, xin Chúa giúp cho chúng con là những ngọn đèn sáng ở giữa thế giới tăm tối này. Chúng con cảm tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Trân trọng kính chào toàn thể quý vị.